Xin chào quý vị các bạn. Trên hình các bạn thể thấy đây là màn hình của điện thoại HTC Desire 628 đang có mặt tại di động cao cấp.vn. Như quý vị các bạn đã biết, di động cao cấp.vn đang là địa chỉ cung cấp dịch vụ thay thế màn hình của điện thoại HTC Desire 628 hàng đầu Việt Nam. Chúng tôi có mọi loại màn hình của điện thoại HTC nói chung và màn hình HTC Desire 628 nói riêng, phụ quý hàng khi cần. Thông thường màn hình của HTC Desire 628 thường bị các cái lỗi như là vỡ màn hình, vỡ cảm ứng, vỡ tất cả bộ màn hình cảm ứng. Khi mà quý hàng gặp lỗi sự cố liên quan đến màn hình của điện thoại HTC Desire 628 lỗi hỏng, quý hàng chỉ cần mang máy qua cái địa chỉ của di động cao cấp.vn, chúng tôi có sẵn màn hình thay mới vì các bạn nhanh chóng, an toàn, tiện lợi. Xin cảm ơn quý vị các bạn đã xem video giới thiệu dịch vụ thay mới màn hình điện thoại HTC Desire 628 tại di động cao cấp.vn để chỉ cung cấp dịch vụ sửa chữa bảo hành điện thoại HTC hàng đầu Việt Nam.